Tin Manila, Philippines Đại hội giới trẻ Genfest lần thứ 11 tại Manila Các bạn trẻ công giáo từ hơn 100 nước đã tụ họp tại Manila, Philippines để tham dự Ngày hội giới trẻ Genfest lần thứ 11 do phong trào Focolare tổ chức kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Genfest được tổ chức ngoài châu Âu. Chủ đề của GenFest năm nay là Vượt qua các biên giới. Sự kiện này nhằm giúp cho những người trẻ chia sẻ kinh nghiệm với nhau, đặc biệt về văn hóa và môi trường bền vững. Gio Francisco, một điều phối viên của sự kiện chia sẻ rằng, các buổi hội thảo được tổ chức đồng loạt để khuyến khích các bạn trẻ đi ra ngoài biên giới. Cũng có những hoạt động khác đưa các tham dự viên đến các vùng ngoại biên, trong đó có chuyến đi đến đảo Boracay để tìm hiểu bộ tộc Ati. Cha Emmanuel Micheles, người triệu tập của nhóm Người Trẻ cho một thế giới quốc tế hiệp nhất cũng chia sẻ. Trong thế giới toàn cầu hóa, chúng ta được kêu gọi đừng sợ những sự khác biệt của người khác và nền văn hóa của họ để đóng góp cho một thế giới đoàn kết và huynh đệ hơn. Genfest là cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Genfest được tổ chức lần đầu tiên tại Roma vào năm 1973. Sự kiện này được tổ chức 5 năm một lần. Lần cuối cùng Genfest được tổ chức là tại Budapest, Hungary. Genfest ở Manila năm nay bao gồm những khám phá tương tác về nhiều chủ đề và hoạt động trải nghiệm nhằm mục đích làm phong phú thêm kiến thức và kinh nghiệm thu được từ các hội thảo.